rơi xuống dưới. Ai rơi xuống dưới lộn trước quyền nó thắng. Chị hả? Vậy nó bất ngờ. Thế nào cũng lại tụ tập phá phách nữa đây nè. Thôi thôi mà mới đi làm về. Ồ, mấy đứa kia đâu? Bạn con á hả má? Ừ. Hôm nay bạn con không qua, tại vì con có nhiều bài tập quá. À má, con dọn dẹp nhà cửa thật ra sạch rồi đó. Má, để con đi lấy nước cho má. Thôi thôi, con cứ ngồi học bài đi. Để má vào phòng má thay đồ tí nhé. Úi dồi, học bài nhìn trông xinh ghê chứ. Hên mà chạy kịp, sao hôm nay bác về sớm thế nhở? Khoan, cái đống đồ hồi nãy mình bày ra mình dọn chưa? Hình như là chưa hay sao á. Thôi, con lại rủ mấy đứa tới phá đồ của má hả Thơ? Chuồn lẽ lắm như thế. Má, con mỏi chân lắm rồi, đừng có phạt con nữa. Con làm sao thế hả Thơ? Hả? Mày không được bình thường à? Tại sao không lựa chọn bạn nó cùng trang lứa với mình, những cái đứa hiền lành tử tế mà chơi? Mày cứ chọn những cái đứa mà ngỗ ngược phá làng phá xóm mày chơi, rồi sau này mày hư hỏng giống như chúng nó thì làm sao? Má chị thì luôn lo lắng chị ra ngoài đường bị người ta dụ hư, nhưng mà có biết đâu chị toàn đi dụ hư người ta thôi. Đùa thôi. Thực ra thì nhóm của bọn chị có tên gọi là năm con báo con. Thì theo như lời má của chị thì tụi chị báo quá báo. Lý do mà tụi chị chơi với nhau thì rất là ngẫu nhiên thôi. Mấy bà có biết nhóm Blackpink không? Tôi biết chứ, nhưng mà tôi thích BTS hơn, tại mấy đẹp trai hơn, đúng tôi không? Biết. Nhưng mà theo các bà trong nhóm Blackpink á, là ai nhỉ đẹp nhất? Các bạn ơi, các bạn ơi! Các bạn đang nói chuyện gì đấy? Về chương trình giải trí đúng không? Dạo này á, thì mình hay coi Doraemon này, Hello Dadu, mình còn coi cả cô bé Maruko nữa. À, có chuyện này, hôm nay là sinh nhật của Dung đúng không Dung? Đúng rồi, chiều nay mình tổ chức tại công viên nè, ở đây luôn. Cậu nhớ tới nha, 3 giờ chiều. Bây giờ mình về mình chuẩn bị quà luôn đây. Cảm ơn Dung bởi vì đã mời mình nha. Trời ơi, bà đừng mời nhỏ thiệt đó hả? Mình đâu có khùng đâu. Sao nãy nói gì? Mình không có ý định tổ chức tại công viên. Chiều nay các bạn cứ đúng hẹn đến nhà mình chơi nha. À, vậy thôi mình đi. Đi đi. Mình 3 giờ, sao bây giờ là 5 giờ rồi mà vẫn chưa tới nhở? Bảo Bảo! Ủa Thơ, cậu làm gì ở đây vậy? Tớ đang đợi Dung đến để tổ chức sinh nhật đó. Hôm nay là sinh nhật của bạn ấy. Ủa, sinh nhật Dung tổ chức ở nhà mà. Làm gì có, rõ ràng là bạn ấy hẹn tớ ở đây. Có khi giờ này các bạn ấy ăn xong sinh nhật rồi cũng nên. Rõ ràng là các bạn ấy không muốn cậu xuất hiện ở đấy đấy. Tớ cũng không được chào đón đâu. Là sao? Thì bởi vì tớ đến tớ tặng quà, xong rồi Dung chê, lại còn đuổi tớ về nữa. À, tớ hiểu rồi. Đây là thành viên số 1 của nhóm Bảo Bảo, một công tử nhà giàu chính hiệu. Lúc nào cũng chỉ có một bộ đồ duy nhất là bộ đồ cậu ấy đang mặc. Nếu có thay thì chỉ là thay cái nơ thôi. Mỗi lần sinh nhật đi chơi với ai thì cậu ấy cũng chỉ góp mỗi muối chấm. Nếu như cậu ấy kêu kẹt số 2 thì sẽ chẳng ai là số 1. Đi về đi. Anh ơi, tính tiền ạ. Dạ. Tiền của tôi nè, tiền đâu? Đúng rồi, đợi tôi xíu nha. Đây nè, tiền của tôi nè. Thôi chết, tôi để quên tiền ở nhà rồi. Ê, có muối này.
Cho mỗi người một hạt này. Đó, coi như tôi góp. Hay vậy, tớ có muối, cậu có trái cây, thế thì còn gì bằng nữa. Cho mình ít muối. Anh bảo chị Thơ, anh bảo chị Thơ. Anh bảo chị Thơ có gì vậy? Trời ơi, quá trời trái cây luôn. Hai anh chị không ăn rồi, để em ăn cho. Anh bảo có muối nữa, em cảm ơn nha. Trái cây mà chấm với muối thì còn gì bằng. Chắc là các bạn cũng biết vì sao Ngân Chi không có ai chơi rồi đúng không? Thì quá là tham ăn, nhìn tướng người ấy là đủ hiểu rồi. Thực ra thì bạn bè chia nhau đồ ăn là bình thường, nên với nhóm tụi chị cái đó không quan trọng lắm. Vì lâu lâu hễ có cái gì em bé cũng chia sẻ cho tụi chị mà. Chị Thơ ăn không chị Thơ? Không, không, chị không ăn đâu, anh bảo ăn. Anh không ăn nha. Dạ thôi, để tí em đưa anh gì ăn. Anh Duy. Mọi người hồi tí nữa có ai chạy qua đây kiếm em á, đừng có làm nấp trong kia chứ. Anh Thế à? Ê, mấy người có thấy Giang đâu không? Đâu? Là ở đâu? Mấy người giỡn mặt với tôi hả? Đâu đó, Hương đâu đó. Mà nãy giờ không nói. Ê, đi chưa? Rồi, ra đi. Nấu ra ngon hả? Cái hộp ổi hồi nãy em ăn á, mà tới đó cứng quá. Em ăn bệnh luôn đi. Xuyên anh, vẫn là chuyện đó hả? Đúng rồi đó chị. Là lớp trưởng bây giờ nó nguy hiểm tới vậy luôn á. Chuyện gì con? Dạ, chào chú. Chú ơi, nay bạn Toàn cái học đi chơi game á chú. Trời ơi, cái thằng này. Chào cô. Cô ơi, nay bạn đang đánh nhau ở trường đó con. Cô ơi cô, nay bạn khách trên lớp bị điểm kém á cô. Con biết bạn được mấy điểm không con? Hình như bạn đồng giấy trắng luôn á. Cô cảm ơn con nha. Đúng rồi đấy. Làm lớp trưởng khổ lắm. Cho nên là anh có bao giờ có ý định làm lớp trưởng đâu. Mặc dù anh học rất giỏi. Mọi người, em có tin rất dẻo. Tin gì hết? Em sẽ kể cho mọi người nghe một chuyện bí mật trong lớp em. Chuyện bí mật là chuyện gì? Thì trong lớp em á, có một bạn khác là đẹp trai. Và lớp đó là nam. Bạn đó thì thích bạn Mai nè. Nhưng mà bạn Mai không có thích bạn nam. Bạn Mai lại thích bạn Khánh. Bạn Khánh là bạn học rất là giỏi trong lớp luôn. Mà bạn Khánh này không có thích bạn Mai. Nhưng mà bạn Khánh á, thích bạn My. Bạn My thì xinh hơn bạn Mai nữa. Nhưng mà bạn My không có thích bạn Khánh. Thấy xui không? Nhưng mà bạn My lại thích bạn nam. Câu chuyện này nó bùng binh như lắm luôn á. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Cái gì mà nghe lộn xộn vậy? Lộn xộn tôi vẫn biết đó. Dạ, cái này là bí mật. Em chỉ mới kể cho cả lớp em nghe thôi. Giờ mới có thời gian kể cho mọi người. Vậy mà chị còn gọi là bí mật được hả? Thì mọi người chỉ cần được có kể cho bạn Nam, bạn Mai, bạn Khánh, bạn My là được rồi. Nhưng mà chị không tin được là đến bây giờ có nhiều người vẫn tâm sự những chuyện bí mật với em luôn á. Ai mà thèm kể cho em thì chị ơi, cả lớp em biết nhiều chuyện đâu ai thèm chơi với em. Có nhóm mà là chịu chơi với em thôi đó. Tự nhiên nóng chứ đâu ra. Thôi được rồi, đi vào lấy dầu xoa hai cái đầu gối đi. Mà này, từ ngày mai không được bày cái trò này ra mà chơi nữa, nhớ chưa? Dạ. Hứa đi. Con hứa, con thề, con đảm bảo. Mồm lắm.
má đi làm đây. Ở nhà ấy, nhớ là phải học bài này, lau dọn nhà cửa này, rồi ở trong nhà không được đi đâu hết nghe chưa? Lạ. Ừ, thôi để mẹ đi làm. À này, nhớ là tuyệt đối không được tụ tập phá làng phá xóm, nghe chưa? Lạ, má cứ tin hả con? Ừ, thì tin. Bye bye má. À, quên không hỏi, hôm qua cậu có bị mẹ phạt đau không? Chỉ bị phạt quỳ gối và vỏ mít thôi. Vậy chị có dùng cái món bảo bối mà em đưa chị không? Tất nhiên là có rồi. Trời ơi, cái này á, quỳ vỏ sầu đi con không sợ luôn đúng không? Nói xui đi, tối chị bị thiệt bây giờ. Thôi thôi nha, chị đã hứa với má chị á là từ nay chị sẽ không phá nữa. Mấy đứa cũng đừng phá nữa thì chị mới cho mấy đứa qua nhà chị chơi. Đây là chương trình bất ngờ dành cho những ai thấy mình có tài năng diễn xuất thì hãy nhanh tay đăng ký nào. Xin chào các bạn, tôi là đạo diễn sắp nổi tiếng, cho nên tôi đã cần tuyển một số diễn viên có tài năng để tham gia những chương trình của tôi. Nếu như các bạn đăng ký tham gia, các bạn sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng. Mọi người có nghĩ giống anh không? Tất nhiên là có. Vậy thì mình hãy làm một cái tiểu phẩm để gửi cho chú đạo diễn đi. Làm luôn đi. Em á, em thích vở kịch Lọ Lem và Hoàng Tử. Vậy sẽ làm Hoàng Tử. Vậy chị là Lọ Lem nha. Chị là cô con gái thứ nhất. Vậy thì em sẽ là con gái thứ hai. Ủa vậy ai làm mẹ ghẻ? Má ơi má, má xem con mặc xuất sắc không má? Má ơi má, con mặc bộ này đẹp hơn nè má. Con đẹp hơn nè má. Con đẹp hơn. Má, má là đây xem má đẹp hơn. Con đẹp hơn. Các con nhìn má. Wow. Có xinh không? Má ơi, tới con đi trễ hội được không? Đẹp hơn con kìa. Ủa? Má, chị tính lấy Hoàng Tử của con á má. Của chị, của em, của chị. Còn chân chờ đi nữa. Nhào vô. Má, má sẽ làm gì làm gì đó. Tại sao lại làm như vậy? Làm như vậy á là để cho mọi người chừa cái tật ý đông hiếp yếu, dùng bạo lực vậy đó. Nhưng mà cái này đâu có trong kịch bản đâu. Chị thêm vào cho có tính giáo dục á mà. Công chúa Lọ Lem ơi, anh tới cứu em đây. Hả? Trời ơi, giờ còn cứu gì nữa, cả ba người bị nó xích rồi nè. Ủa, là sao? Thiệt, là hai ông nội luôn á, cắt da ông nội luôn rồi. Không hiểu, tự nhiên cái da tôi. Thì về nhà thay đồ lâu muốn chết luôn, thấy người ta xong xuôi hết rồi không? Không nói sớm, để tôi còn đi về nữa. Đi về chứ? Đi về trả bộ đồ vô chú rể chứ làm gì, lấy bộ đồ của người ta nè. Đủ rồi, thấy xuất sắc rồi, đủ rồi, gửi cho đạo diễn đi. Ok. Chưa mà giờ này ngồi thẫn thờ đấy. Dạ chưa, hôm nay con bận lắm luôn á má, không có thời gian nấu ăn. Bận gì mà không nấu cơm? Con bận đi làm phim. Cái gì cơ? Dạ hôm nay á, con được một chú đạo diễn nổi tiếng mời con đến đóng phim, bởi vì tụi con đã gửi cho chú xem một cái tiểu phẩm rất là hay luôn ấy, nên là đã lựa chọn tụi con đi đóng phim đó má.
Nhưng mà có được đóng không? Dạ được đóng, 7 giờ là sẽ chiếu đó. Má đợi đi, con đang đợi xem đây. Thế đóng vai chính hay vai phụ? Hay là quần chúng hay là chạy qua chạy lại thôi? Trời ơi, là vai chính. Con được bắt trận mặt con luôn. Thật luôn á? Một phát ăn liền. Mấy giờ chiếu? 7 giờ là sẽ chiếu đó. Chờ nhá. Con mời cô uống nước. Má con gọi cô qua đây là để xem phim của con đúng không? Má con hồi hộp lắm nhưng mà bây giờ mắc đi tắm rồi. Hai cô đợi má con một chút nha. Nè con, lần đầu tiên đóng phim con có hồi hộp không? Dạ không, trời ơi, năng khiếu của con luôn đó cô. Con đóng một phát là ăn liền, không hề hồi hộp. Trời ơi, con giỏi quá trời luôn á. Đúng rồi, con gái của tôi là phải giỏi thôi. Biết sao không, nó giống mẹ nó. Hồi xưa ấy là mơ ước làm diễn viên điện ảnh á, nhưng mà không được, cho nên bây giờ là cái mơ ước nó cháy bỏng, nó lan truyền, nó chảy vào trong người con bé này. Kể cho bà nghe, nó chỉ đi phớt ngang mặt ông đạo diễn thôi là ông sớt nó liền. Ủa thôi, con này có tố chất ngôi sao này. Thế là nhặt nó vào, là đẩy lên vai chính luôn. Là ông đạo diễn ông hứa là từ đây trở đi là nó sẽ là ngôi sao của ông. Thôi bà nói gì chưa, tới giờ chưa? Sắp sắp đây thì kiểu rồi bắt đầu tới kìa. Tới rồi. Xin chào các bạn, chúng tôi là phóng viên của báo Lá Hành. Hôm nay chúng tôi có dịp ghé thăm một nơi chắc định sẽ khiến các bạn bất ngờ. Ê, có ông bảo nó làm gì kìa? Trời ơi, nó đóng phim chứ làm gì? Thôi, bà bớt đi để coi bé hớ ra kìa. Ô con đâu? Đó, tới đây này. Ủa, con đóng dây khùng luôn hả? Dạ đúng rồi, vai diễn của con đó cô. Trời ơi, bé Ngân Chi, nó leo lên cây làm gì chở vậy? Đóng vai khùng luôn đó cô. Oh no. Ủa, các quý gì anh gì nó cũng dây khùng luôn hết. Dạ không, không hết, ai cũng không. Vui lắm. Hay quá. Đây là hình ảnh của những bạn trẻ không được bố mẹ quan tâm nên đã nghiện game, chơi game, nhảy tóp tóp quá 100 phút nên bây giờ đã bị tâm thần nặng. Và đây là cảnh tỉnh dành cho rất nhiều bố mẹ không quan tâm đến con cái của mình. Vui quá. Vui quá. Trời nóng y chang. Đúng là đẻ đứa con khôn thì mát lòng rười rượi, mà đẻ đứa con dạng khốn nạn cái thân tôi. Đó là đóng phim mà má, là diễn viên thì đâu có được chê vai diễn đâu. Này, thế có một lần nào đó mà thử là má nói mà mày không cãi câu nào xem. Mày thử một lần xem có thằng nào chết không. Mỏ cứ xoay 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 xoay. Quỳ xuống. Hôm nay là không được rủ bọn trẻ danh đến nhà phá phách đấy nhá. Dạ, con nhớ rồi. Mà yêu cứ tin ở con đi. I love you. Ủa, sao nay các vị còn chưa tới nữa ta? Đúng rồi ha, bình thường bà Tám mới hay đến sớm lắm mà. Mọi người ơi, có tên ông trời. Chuyện gì vậy? Chị, đi ra trong ngồi kể coi. Chị, mọi người mới phát hiện ra là có tên trộm đang lẻn vào khu này rồi đó. Hôm qua hả, nhà bác Hai mới bị trộm xong luôn. Nó quét sạch xanh xanh. Nhưng mà chị chửi đúng thứ đâu. Cái gì? Cái này. Alo, các bạn đã tới chưa? Nhưng mà tớ chưa thấy má cậu ra ngoài mà.
Má mình đã ra ngoài được 10 phút rồi. Nhanh nhanh, tới đây đi. Nhà mình đang có trộm. Nhanh lên nhá. Thật à? Cậu cứ yên đó. Bọn tớ sẽ đến ứng cứu liền. Không được đi đâu nghe chưa? Đến giúp cậu bắt trộm mà cậu còn đánh tớ nữa. Vậy trộm đâu? Có tiếng động ở dưới bếp. Theo tớ. Mà đói bụng quá, qua đây kiếm đồ ăn. Phải ăn á, mình mới có sức khỏe để mình đi bắt trộm. Đã đi bắt trộm lại còn tham ăn. Chuyện gì đây? À, lúc nãy nhà mình có trộm xong rồi nó đánh ngất má. May mà bọn con phát hiện ra rồi nó chạy mất rồi đó má. Dạ dạ đúng, đúng rồi, đúng rồi. Ồ, tôi bao nhiêu tuổi nhỉ? Chết rồi, bị đánh đến mức mất trí nhớ luôn rồi. Năm nay má 51 tuổi. 51 tuổi? Chứ đâu phải 15 đâu mà dễ bị dụ thế. Cái người mà đánh tôi nhiệt tình nhất là cô đấy. Là má biết chuyện rồi à? Ồ, tôi đâu có bị mù. Là tại con tưởng má là trộm. Đúng rồi. Tưởng cái gì? Tôi vừa mới đi công việc ra ngoài, chỉ quên đồ một tí xíu thôi. Quay vào định lấy, vừa quay vào nhà phát thế là súng vào đánh tôi như đánh kẻ thù. Thế là thế nào hả?
đã thế lại còn nói dối nhá, hùa nhau nói dối. Trẻ con mà dối trá là không tốt, biết chưa? Đi lấy cái roi vào đây, nhanh! Má ơi, con chưa rồi. Từ nay về sau con sẽ hứa thật thà, không gian dối. Tha cho con lần này nữa đi mà má. Ủa, anh đâu? Sao giờ chưa qua nhở? Em không biết nữa, hồi nãy em có qua nhà ảnh, em rủ đi chơi mà không thấy đâu hết á. Kỳ vậy? Ủa, chị Anh nè. Dạ. Hello. Ê, sao vậy? Ê, cái gì chạy dữ vậy? Anh Duy Anh. Sao vậy ta? Duy Anh. Duy Anh. Em chạy vô nhà là theo ta. Ê, đi đâu vậy? Ê, Duy Anh mới chạy qua đây, có thấy không? À, anh Duy Anh, ảnh vừa vô đây nè. Đi vô kìa. Ê, theo tao. Duy Anh. Đi chưa? Anh ra đây đi. Rồi ông làm gì cho bị dí vậy? Này, sao lần nào em cũng như vậy thế? Trời ơi, cái này là tại tụi nó chứ phải em đâu có muốn như vậy đâu. Thì vậy em phải làm lớp trưởng. Mà làm lớp trưởng thì trọng trách đè nặng lên vai, lên cái đầu của lớp trưởng đây nè. Em cũng đang muốn từ chức mà đâu có được đâu. Bởi vì á, chứ lớp trưởng đâu phải ai muốn làm là được. Phải có những người đủ năng lực như em này mới làm được, đúng không? Được rồi, chị đã có cách. Hả? Alo, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của phụ huynh cháu Hùng không ạ? Tôi là cô giáo chủ nhiệm của cháu Hùng đây. Thì tôi xin thông báo với gia đình một thứ tình hình rất là tình hình. Cháu Hùng là hay vi phạm nội quy, rồi lười học, trốn học, rồi không làm bài tập về nhà nữa. Thì tôi mong gia đình kết hợp với nhà trường quan tâm nhiều hơn đến cháu Hùng. Cảm ơn phụ huynh của cháu Hùng. Dạ, chào chị. Giỏi quá chị ơi, vui đứa. Chị xịn đó chị ơi. Hùng ơi là Hùng, tại sao hả? Tại sao Hùng ơi, nhục mặt mẹ quá trời luôn Hùng ơi. Trời, cô giáo điện bắt giống con suốt ngày chơi game, chú học đi chơi. Tại sao hả Hùng? Hả? Tại sao mẹ nói không bao nhiêu lần rồi hả? Mấy đứa còn có thù oán với ai nữa không? Có em, có nhiều đứa nói em mập lắm. Tớ nữa, có mấy đứa hay gây sự với tớ. Em cũng còn, có mấy đứa ghét em. Còn không? Trời ơi, còn nhiều lắm. Vậy thì về nha, chị xử hết. Đúng vậy. Ok. Chào chị. Dữ hả? Bây giờ mình gọi cho ai tiếp đây nhỉ? Khoan, hồi nãy giờ hình như là mình gọi hết rồi đó. Ờ đúng rồi, mấy người mình ghét mình gọi hết trơn rồi. Giờ sao đây, ta đang vui. Em có người. Ai? Ai? Ba mẹ em. Trời ơi, tự nhiên đi gọi ba mẹ. Báo ai không báo thì báo ba mẹ làm gì. Với lại cái vấn đề là nếu mà ba mẹ em nghe ra giọng chị là nhận ra ngay, qua bên đây là cho tụi mình ăn đòn liền. Không được, không được. Biết hả? Biết sao không biết. Ai đi ta? Người rồi. Ai? Cái cô hàng xóm mà hay đi mét ba mẹ chúng ta để ba mẹ chúng ta đánh chúng ta mỗi lần mình phá đó. Đúng. Đúng. Chị còn đang khắc cốt ghi tâm mấy lần chị phá mà bị cô mách lẻo đó. Đúng rồi, chị nhắc em mới nhớ. Tại vì cổ mà hôm bữa em bị ba đánh nát mông luôn. Giờ mình gọi cho cổ liền luôn đi. Nhưng mà bây giờ lấy lý do gì mà gọi cho cô ấy? Trời ơi là trời, sáng tạo lên, thông minh lên. Mình gọi phá cô làm gì? Để cô lại đi mách, đúng không? Ủa chứ gọi ai? Công an. Công an làm gì? Sao gọi cho công an? Bắt cô lần sau cô ấy không mách được nữa. Phải có lý do chính đáng nè, chứ đâu thể nào mà kể đại ra được. Đúng rồi. Vậy mới phải nghĩ. À, bố. Có rồi. Mét cô vì cái tội cô ấy đánh bài. Bao giờ em thấy cô đánh bài đâu. Trời ơi. Bởi vậy mới gọi là bịa chuyện chứ. Đúng không? Gọi lên. Con xin lỗi chú. Con ngàn lần xin lỗi chú. Con gọi điện thoại vu khống người khác như vậy, họ không bị đi tù mà chính con sẽ bị đi tù đó. Con có hiểu không? Cái gì? Bị đi tù đó hả chú? Đúng vậy. Con xin lỗi chú. Nếu mà lần sau mà con làm như vậy nữa thì chú cứ la con. Chú không cần nể mặt.
nói cái gì mà cứ xoen xoét như ngỗng kêu. Xin lỗi thành tâm rồi xem nào. Con đang thành tâm lắm, con sợ nữa. Con sợ lắm á. Thôi được rồi, xin lỗi phải thành tâm như thế này. Mà chú ơi, con bị bắt đi tù lần này là không bị đi tù đâu đúng không chú? Tôi xin lỗi chú. Con dại cái mang, tôi quản nó không chặt cho nên nó mới đi phá phách như thế. Tôi ngàn lần xin lỗi chú. Ơi, không mấy mình ăn trước được không vậy? Đợi Cát Vi qua ăn chứ người ăn trước người ăn sau là không có được. Nhưng mà sao chị Vi nay đến trễ vậy ta? Hello mọi người, em đến trễ. Anh Bảo, chị nghe nghe. Trời ơi là trời. Biết bao nhiêu con người ngồi đợi mình em không? Em xin lỗi mà, nay mà em đâu có nhà đâu, em phải coi Vin á. Quá trời luôn nè. Wow, sao hôm nay có nhiều đồ ăn vậy? Cái này á là đồ ăn của mẹ em đưa cho em, lại con Vin nữa. Yeah! Vậy thì ngày nào cũng mang Vin qua chơi nhá. Em phải trông Vin cho chị. Khoan, từ từ. Em muốn lấy sữa rồi. Mọi người con Vin giùm em nha. Em về lấy sữa rồi lấy thêm đồ ăn cho mọi người. Ok, ok, để chị trông Vin cho. Vin, 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 nước mà em nè. Đúng không? Đây, mấy mẹ cứ lo lên mà. Chị đồ ăn ghê. Quá trời. Wow. Cố lên chị thôi. Nè đã quá vậy. Gì bên? Chị hai em đói bụng. Đói bụng thì vô trọng lấy sữa uống đi. Nhưng mà hết sữa rồi. Có nước lọc nè. Uống đi xong rồi ra ngoài chơi. Trời ơi, cái lát ngang ngược ghê luôn á. Rồi sao chơi nữa đây? Thôi trò này chán, mình chơi trò khác đi. Ok. Mấy đứa ơi, nhanh tay lẹ cho lên má thì sắp về rồi đó. Trời ơi, biết rồi nói hoài à. Nhưng nãy giờ thiếu người đúng không chị? Em đâu ta? Bên ơi, Bin, đâu rồi? Bin ơi! Bin! Bin! Bin ơi! Bin ơi! Bin ơi! Bin! Bin! Bin ơi! Bin ơi! Bin! Chết rồi! Bin ơi! Chết rồi! Bin đâu? Bin! Bin! Bin đâu rồi? Bin ơi! Bin đâu? Bin đâu rồi? Bin ơi! Bin ơi! Bin đâu? Bin! Bin đâu không có chỗ nào? Bin sắp bảo đi mọi người! Đi đi đi! Bin ơi! Bin ơi! Bin ơi! Bin! Bin ơi! Dạ đó, chuyện là như vậy đó má. Ủa sợ nhỉ? Thế là cô Bin nó bị bắt cóc thật rồi đấy. Dạ. Sao mà chúng mày xem trông em như thế nào mà sơ sẩy mà để thằng bé nó bị bắt cóc thế? Không, bọn con trông em rất là kỹ. Nói chung là lúc nào cũng nhìn, cũng quan sát, chăm sóc cho em. Ấy thế mà, chớp mắt một phát thôi, em đã không thấy đâu rồi. Ôi dồi ôi, nguy hiểm thật đấy. Dạ. Thế bây giờ Bin nó như thế nào rồi? Mẹ Bin thì đã đi báo công an rồi. Thế là nguy hiểm rồi. Căng lắm đi chứ không đùa đâu. Thế bây giờ như này, mình phải sang bên đấy mình hỏi thăm. Để má thay cái áo rồi má sang. Dạ vậy thì con đi trước luôn nha má. Đi đi sang bên đấy xem nào. Má thay cái áo má sang liền. Ôi, nguy hiểm quá đi má thơ. Ôi dồi. Cái gì đấy? Bin ơi, Bin ơi, Bin ơi, Bin ơi, này 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 con đi ra đi. Ôi dồi ôi, con làm gì trong này? Hả, à, con làm gì ở đây? Con đang chơi trốn tìm phải không chị? Ồ, chơi trốn tìm hả? Trời ơi, cái lát ngang ngược ghê luôn á. Rồi sao chơi nữa đây? Thôi trò này chán, mình chơi trò khác đi. Ok. Bây giờ mình chơi trốn tìm đi. Ok. Nhưng mà ai là người trốn, ai là người tìm? Người ta trắng tay đen đi. Ok. Tay trắng tay đen. Cho em chơi nữa. Tay trắng tay đen. Lúc đầu con đã không cho cách gì đưa em qua nhà chơi rồi.
cho mình miếng đi. Miếng nữa. Một hạt muối 5.000. Ôi, cảm ơn bà. Ủa mà chị, có trò gì chơi vui vui mà vô nhà vô cửa không? Chắc chán quá. Chị cũng chưa nghĩ ra nữa. Ơ, cái xe đạp đâu ra hay quá vậy? À, còn ở đâu? Xe này là xe kỷ niệm của má hồi má học cấp 3 đấy. Vậy là cái xe này là xe cổ luôn rồi má? Cổ đâu mà cổ, cũ thôi. Vậy sao từ trước đến giờ con không thấy cái xe này? Ơ, đồ kỷ niệm tao phải cất kỹ chứ, để cho mày phá à? Ủa, vậy sao hôm nay má lại lấy ra làm chi? Tại vì chiều nay má có buổi hẹn họp lớp với những học sinh hồi học cấp 3 của má, cho nên phải đem cái xe này đi cho nó đúng bài. À, này, từ giờ đến chiều không được đụng vào nữa nha. Dạ, má cứ tin ở con. À, xe này lâu đời rồi mà nhìn như mới ha. Má tôi giữ gìn lắm luôn á. Xe đẹp quá chị, hay là chị cho em leo lên thử đi, em chưa biết chạy xe đạp. Không được, má chị đã dặn là không được phá. Trời ơi, có cái gì đâu, em nó chỉ tập đi tí thôi mà, có ai phá đâu mà lo. À, trời ơi, không biết xe của má rồi. Thôi đừng lo, xe này bền lắm này. Trời ơi, trời. Vẫn còn chạy tốt, không sao hết. Thôi, đạp đi, đạp đi, đạp đi. Xe của má. Thôi, đừng sao được, đúng không? Thôi, đạp đi tới nào. Đi được rồi đó, em có năng khiếu lắm. Nào, đạp, nhanh lên, nhanh lên. Yên tâm, yên tâm nha, anh Bảo dạy mà không có gì phải lo hết, đúng không? Bảo bình tĩnh. Đạp hết tốc lực nào, anh buông tay ra đây. Bé sắp bị đẹp ơi. Trời ơi, không xe tôi rồi. Ngân Chi, em có làm sao không? Nếu nếu còn khỏe thì nói cho anh biết, rồi mình tập tiếp nha. Mệt lắm rồi. Thả tôi ra, thả tôi ra, trả xe đạp cho tôi. Trả đây. Trời ơi, xe đạp của tôi. Không sao, đen thôi, đỏ thì quên đi. Không sao, không sao, không sao. Tôi muốn thử một lần nữa. Trả xe cho tôi đi mà anh nha. Lỗi chị, thắng rồi. Tôi nghĩ là nhóm mình từ nay tan rã đi. Các bạn đừng qua đây chơi nữa. Tôi đi cất xe đạp cho má. Chị, gì đó? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao tôi khổ dữ vậy nè. À, chắc là tại vì chỗ này cái ốc nó bị lỏng quá mà. Sao đâu này mấy cái người. Không sao, không sao, tôi sửa được, để tớ sửa cho. Đây, có gì đâu mà. Đừng lo, để tôi sửa cho. Sửa được. Không, quá chắc chắn. Anh Bảo đúng là giỏi thiệt, cái gì cũng làm được. Cậu đem xe đi cất đi, xong rồi đấy. Ủa anh Bảo ơi, em hỏi xíu, sao mọi người không lắp này vô? Nếu như mà nói dư thì cho em làm dây chuyền nha. Má mặc bộ này đẹp ghê luôn á, giống y chang như là học sinh cấp 3, có khi còn trẻ hơn cả con. Thôi được rồi, bớt nịnh lại một tí. Ở nhà mà không phá phách gì là má mừng rồi. Dạ, má đi cẩn thận nha. Ừ, má đi đây. Bye bye má. Ừ, đi nha. Dạ. Thơm.
thì mày không hỏi, mày hỏi cái xe. Vậy má bị sao hả? Cái xe nó bị gãy. Ủa sao nó gãy? Thì chắc lâu ngày không đi rồi nó mục, nó gãy thì sao? Xe của chị á, không có cũ hay mục gì hết trơn á. Mà nó xe nó bị như vậy á, là một tay con gái chị nó phá đó. Ủa cô nói gì kỳ, sao tự nhiên cô đổ cho con, cô có bằng chứng gì mà cô nói như vậy? Ở bên nhà tôi nghe ồn ào, tôi mới biết là tụi nó đem xe của chị ra quậy phá hư, rồi nó còn sửa nữa. Xe này của con nó cũ quá à. Thì con mua được bao nhiêu? Nó hư chút thôi, cũng nhiều chút nữa. Rồi con mua cho con 300. 300 nghìn. Má ơi, má uống nước đi má. Má cảm ơn nhá. Má, con nói má nghe cái này. Ô, sao tự nhiên hôm nay nhìn má lại đẹp hơn ý? Tự nhiên thấy má chạy đẹp hơn. Em muốn xin gì à? Trời ơi, đúng là má hiểu con nhất luôn á. Ở trên lớp của con có một bạn có cái đôi giày kia đẹp, đó là đẹp luôn đó má. Giày á? Có 500 ngàn thôi. 500? Dạ. Thôi quên. Sao mẹ má 500 ngàn mà? Nhà này không có gì đáng giá 500 cả. Chảo gì mà nhà này không có gì đáng giá 500. Cái tivi này nhiêu? 400. Cái tủ lạnh này nhiêu tiền? 300. Sao mà lại rẻ như thế được? Nhà này toàn mua đồ cũ thôi. Này, quên cái chuyện mua đôi giày 500 nghìn đi nhá. Con mua bao nhiêu? Cái này còn dùng được hả con? Dạ dùng tốt, con vẫn xem hoạt hình ấy. Cái này cô mua 1,5 triệu. 1,5 triệu? Bán luôn. Vậy cô qua đây, Còn cái này cô mua nhiêu? Nhưng mà con đang xài đúng không? Dạ. Nhưng mà con có chắc bán không chứ? Thôi được giá là con bán luôn. Cô lấy con 1 triệu. 1 triệu? Vậy cô kêu cô theo con vô đây. Còn nhiều món lắm. Cô xem giúp con cái này. Cái này, trong phòng mẹ con còn nhiều đồ lắm. Thì đủ rồi con ha, cô về nha, cảm ơn con. Dạ, cảm ơn mấy đứa. Chào cô. Con chào cô. Bye cô nha, lần sau tới mua nữa nha. Tính ra là lần làm ăn này của chị lời hơi bị nhiều luôn. Tôi thấy có gì đó sai sai. Cậu có chắc giá đó là đúng không đấy? Má tớ đã nói với tớ như thế mà. Cát Vy, em cầm cái này đi mua nước uống cho bọn mình. Dạ ok. Duy Anh, em cầm cái này đi mua đồ ăn vặt, bánh tráng, đồ này kia nha. Ok. Còn cái phần này á là đưa lại cho má để làm vốn. Cái phần này á là để chị đi mua một đôi giày mới cho chị. Yeah. Hả? Con bán lại còn được giá nữa. Quá trời tiền này má. Bán là sao? Ơi là thơ. Báo ơi là báo. Mày làm hại má xuống đây hả? Quỳ xuống. Má nói dối con mà. Bây giờ má lại phạt con. Thôi thì má đi chuộc đi, vẫn còn kịp đây. Trời ơi là trời. Chán quá đi.
Ngày nào cũng bị ăn đòn ấy. Cũng tại cậu cả. Tôi đã hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi mà. Ủa thì kìa. Người bị ăn đòn là mình, người được ăn lại là cậu. Vậy mà bây giờ quay qua trách ngang ngược. Đúng rồi, anh bảo bạc bẽo luôn á. Thiệt mà em thấy cái đà gì không ổn đâu. Hay là nhóm của mình tan rã. Cái gì? Không được. Thôi thì anh sẽ tư vấn cho chị Thơ vài cách. Biết đâu chị ấy lại áp dụng được thì sao? Bây giờ nhá, cậu hãy bỏ nhà ra đi. Như vậy thì mẹ cậu mới biết được giá trị của cậu như thế nào. Đấy, cứ thế mà làm, nghe chưa? Nhưng mà cách này có ổn không vậy? Tất nhiên là ổn rồi. Nhưng mà nếu như mà theo cái cách này á, thì chị Thơ sẽ bị bó đói. Hay là tụi mình đi về nhà rồi tìm đồ ăn đưa cho chị Thơ đi. Mỗi người góp ít đi. Nhưng mà anh đừng đem mà muối anh qua nha. Anh biết rồi. Quên đâu. Cái gì đấy? Đường. Em sợ anh luôn á. Ủa? Đã nói là không cho muối thì bây giờ anh cho đường. Mà anh thấy chị ấy đi nguy hiểm, biết đâu bị hạ đường huyết thì làm sao? Thôi đại đại đi, mình còn bỏ đi nữa, mình non lắm rồi. Đây là thư gửi má. Thơ ơi. Thơ à. Thơ gửi má. Gửi má, con bỏ nhà đi rồi, má đừng tìm con nữa. Ký tên con gái má Thơ. Đó, má chị đi rồi đó. Chị đi rồi à? Nhưng mà hình như là má chị đi kiếm chị hay sao á. Yeah, cuối cùng thì má chị cũng đã yêu thương chị. Hay là đi theo đi, xem má chị kiếm chị ở đâu. Không có phải là đi kiếm chị đâu. Má chị qua nhà má em tám chuyện á. Sao em biết? Thì em vừa từ bên đó qua mà. Trời ơi, má ơi là má, con bỏ đi mà không biết đi tìm. Chắc là chỗ này bị má chị phát hiện rồi. Chị tìm chỗ khác trốn đi. Đi nguy hiểm lắm. Đúng rồi đó, ra đi rồi bị bắt cóc, rồi còn bị tra tấn giả mang dữ lắm. Đúng rồi, ra ngoài đường hả, không phải ai cũng tốt bụng chị, cho chị ăn chị uống đâu, người ta còn bắt chị lao động nữa. Đúng rồi, chẳng lẽ chị cứ lang thang ngoài đường vậy hoài. Chị khoan. Tớ đã có cách. Chắc xíu nữa má sẽ ra tìm mình thôi. Kỳ vậy. Sao? Trời ơi, nó trôi rõ vậy nè. Má, con bỏ đi mà nó không thèm để ý con mà nó vô tâm quá vậy. Ủa, thế là con bỏ đi thật à? Má, má vô tâm quá. Con má làm chưa hạt nào, má còn đi tán chuyện với hàng xóm. Trời thì mưa gió mà cũng không thèm kêu con lo nữa.
biết đâu má tưởng con chơi trốn tìm. Con bỏ đi đó, con bỏ đi thật đó. Là con là cái rút ruột để ra, chứ có phải là hạt cát của sa mạc đâu mà má không thèm để ý đến con. Ủa thì bỏ đi rồi lại mới về đấy thầy. Má gì mà má như thế, chưa thấy ai như má. Thôi được rồi, thế bây giờ muốn bỏ đi đúng không? Dạ. Rồi, thế bây giờ bỏ đi lại đi. Nhưng mà con bỏ đi rồi má có đi tìm con không? Thì đi đi rồi má mới tìm được chứ. Được rồi, lần này con sẽ bỏ đi thật xa cho má tìm mệt luôn. Má, sao má nói là con bỏ đi rồi má đi kiếm? Mà bây giờ má phạt con, má quá đáng lắm. Thì má kiếm mày về để phạt má đấy. Chán như con rán. Hôm qua chị lại bị má đánh nữa. Chị nghĩ là sau này chị mà làm má, chị sẽ không như má chị bây giờ đâu. Vậy chị sẽ làm gì nếu chị được làm má? Tất nhiên là sẽ luôn yêu thương, chiều chuộng con cái, hiểu tâm lý con cái. Nói chung là con muốn gì thì cũng cho hết. Vậy sao mình không chơi trò đóng giả má con đi? Ừ, đóng giả mẹ con. Ừ. Vậy thì mình sẽ là má, còn mọi người là con. Được. Ủa, thưa má mới đi làm về. Ngày nào cũng đi làm về mà thưa với chả bẩm. Má mau uống nước má. Ai mượn? Tôi nói từ khác hả? Trẻ con đi ra ngoài kia mà phá đi mời nước cái gì mà mời nước? Phá. Đúng vậy. Phá. Má ơi, sao mà tụi con nỡ phá vách nhà cũ được? Má thấy tụi con dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không? Trẻ con là phải phá nhà, phá cửa. Hả? Ai muốn dọn dẹp nhà cửa? Trẻ con là phải phá, phải chơi nghe chưa? Ra ngoài kia phá liền. Tốt rồi má. Ủa, Duy Anh đâu rồi ta? Duy Anh đâu rồi? Mang bài vở ra cho má kiểm tra. Dạ. Bữa của con này má, con làm bài đầy đủ rồi. Cái gì? Làm bài đầy đủ? Bộ con rảnh lắm hả Duy Anh? Con lên lớp là con phải chơi, con phải phá cùng với bạn bè này nọ chứ tại sao con làm bài đầy đủ? Đưa đây má kiểm tra coi. Ôi là trời, vở mà chữ không là chữ, không có một cái dòng gì vẽ bậy là sao hả Duy Anh? Con học hành kiểu đó hả? Từ nay lên lớp là vẽ bậy vào vở của cháu má, nghe chưa? Dạ, tuân lệnh má. Ra kia phá với tụi nó. Má ơi má, con mời má ăn cơm, cơm con nấu ngon lắm. Tại sao cơm lại ngon như thế này? Đáng ra nấu cơm là phải quên ấn nút, quên bỏ nước chứ. Từ nay con phải nấu cơm như vậy nữa. Mà thôi khỏi cần nấu cơm luôn đi. Trẻ con là phải chơi, phải phá, nghe chưa? Không có được nấu nướng gì cả. Ra kia chơi. Từ nay là phải rủ bạn bè đến nhà má phá, nghe chưa? Giờ tới lượt anh làm bố. Không, tôi phải làm má chứ. Thôi, anh làm bà. Cũng sẽ tới lượt. Từ từ từng người một. Này, tại sao đến giờ này mà nhà cửa vẫn bề bộn thế? Sao không dọn dẹp? Là tại con mãi chơi ạ. Trời ơi, lúc nào cũng chơi. Thế con có biết là má đi làm vất vả lắm không? Nuôi mày bằng xào bằng gậy như thế là tao mệt mỏi lắm không? Hả? Con sống con phải biết nhìn người, con phải biết thương người chứ. Thế đến má mày mày cũng không thương thì mày thương ai? Hả? Đây này, rồi tập vở đây này. Ui dồi ôi, tập vở học hành mà cho nó để như thế này là làm sao? Hả? Con xin lỗi. Ôi dồi ôi, nhức hết cả đầu. Đấy. Quỳ, một tiếng đồng hồ. Má, con xin lỗi rồi má. Quỳ xuống. Anh, ai cho con dạy bài đơn sách vở? Bà phải cho con ăn đòn mới được. Chắc Huy, sao nay con khóa tanh nhà đánh vậy? Con gái là biết dọn dẹp chứ. Oh no. Tại chị mà hôm qua ba em đánh em quá trời. Tớ cũng bị tét đít mấy cái đây này. Thiệt chứ, còn chút xíu xíu nữa thôi là em bị đổ khỏi nhà luôn rồi đó. Đúng rồi, em mà không khóc lóc van xin ba của em á là em được bị nghỉ học ở nhà luôn á. Vậy thì mọi người mới biết nỗi khổ của chị. Tại vì ngày nào chị cũng bị đánh. Thôi thì từ nay chúng ta làm con ngoan trò giỏi đi, đừng có phá nữa. Nên vậy. Vậy thì bây giờ chị sẽ phân công công việc cho mọi người nha.
Ngân Chi lau nhà, Bảo Bảo giặt mền, Cát Vi rửa chén, Duy Anh thì cọ rửa bàn ghế đi. Ủa, còn chị giấu làm gì hả? Bộ chị tính ngồi không à? Thì chị làm mấy cái việc linh tinh mà chưa có ai làm á. Ui, khó vậy. Mơ ngâm đường của mẹ. Phơi nắng thì chắc là sẽ thơm hơn đấy. Có sao không chị? Sao vậy? Sao mà đổ vậy nè? Mày là đổ hết mơ của má mình rồi. Sao hôm nay cậu hậu đậu quá vậy? Tự nhiên nhà hôm nay trơn chứ bộ. À, tại hồi nãy á, em kiếm không thấy nước lau sàn nên là em lấy đỡ nước giặt. Trời ơi. Chi ơi là Chi. Bây giờ sao? Thì thôi mình hốt hết vô đi. Ý, dơ vậy. Ôi chị ơi, này nước gì mà ngon quá vậy? Đây là mơ ngâm đường của má chị. Đã ngâm lâu lắm rồi, hơi bị thơm ngon. Nãy định mang ra phơi nắng cho ngon hơn. Thôi, dù gì nó cũng đổ rồi. Chị cho mỗi người một ly. Cho tụi em đi chị. Chị đi chị thôi. Một ly thôi à, không có sao đâu. Đi mà chị thôi. Thôi được rồi, mỗi người một chút rồi đó. Sao cái nhà của mình nó cứ quay quay vậy ta? Theo như nghiên cứu của tớ thì chúng ta đã sai. Này cái gì mà sai, có ăn sai á? Uống xíu có phải là UB đâu mà sai, nước ngọt chứ bộ. Ngọt lị. Thì nước mơ ngâm đường để lâu thành rượu đó. Dạ. Anh Bảo ơi, sao em thấy anh cứ quay quay kiểu gì á? À, đúng rồi, quay quay. Quay đều, quay đều, quay đều. Quay hoài, quay hoài mãi chưa chịu dừng. Sao anh quay hoài vậy? Mấy đứa ơi, chắc là về đi chứ má chị sắp về rồi đó. Về gì? Vốn để là nhà. Về làm gì? Vâng, xin nước ngọt làm gì đây. Ôi dồi ôi, chuyện gì đấy? Má về. Sao bừa bộn thế? Hả? Chuyện gì này? Hello bác. Hello. Hello. Nice to meet you. Cái gì đấy? Anh nhìn mà không biết lại còn hỏi. Nhìn chị. Nhìn đi. Ôi dồi ôi. Cháu là cháu phê bình bác. Suốt ngày cấm bọn cháu qua đây chơi. Đúng rồi. Con cũng muốn phê bình bác. Bác không có lịch sự, không có hiểu nít gì hết. Mỗi lần tụi con qua đây tụi con đâu có làm cái gì bác đâu. Bác lúc nào không đổ tụi con về nhà. Bác bất lịch sự. Má làm má con hơi bị lâu rồi đấy. Rồi. Chính xác. Bác đúng là một người tàn nhẫn. Bác là một người không có tuổi thơ. Đúng, tính ra là tụi con là ngoan lắm rồi đó. Má không biết mấy đứa kia đâu. Trời ơi, tụi nó đánh nhau, nó chơi game rồi tụi nó còn đua xe vèo 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 này nè. Tụi con chỉ ở nhà đi báo làm báo. Này ôi giời ơi, cái hũ mơ của tôi ngâm hết một năm rồi, bây giờ lôi ra uống sạch chành chành như thế kia rồi nằm la liệt như thế này hả? Dậy dọn dẹp nhanh. Dọn bác... dẹp là việc của má. Còn đứng đấy làm gì? Bác mới phải đi dọn đấy. Không phải việc của con. Bác còn đứng đấy làm cái gì? Đi dọn đi bác. Ôi dồi. Bây giờ nhá, la liệt như thế này thì tôi không nói nhá. Chờ đi mà tỉnh dậy hết đi, rồi sẽ biết tay tôi. Chắc là tôi còn sợ. Dân chơi là không sợ mưa rồi. Ha